Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà đất Hồ Chí Minh. Mình sẽ tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại mặt tiền đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang đứng trước mặt của căn nhà này. Đoạn này nằm từ đường Lạc Long Quân mình đi ra đường Trường Chinh nha các bạn. Vị trí ngay trung tâm của quận Tân Bình. Đây là một trong những con đường huyết mạch trung tâm của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường Âu Cơ cắt với đường Trường Chinh nổi tiếng nha các bạn. Khu này thì kinh doanh buôn bán rất là tấp nập nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Hướng bên kia thì chúng ta sẽ đi về đường Lạc Long Quân. Ra đường Lạc Long Quân một tí xíu thôi nha các bạn. Đi về chợ Tân Bình cũng rất là gần luôn. Mặt tiền trước của căn nhà này với diện tích bề ngang là 5m, chiều dài là 25m, tổng diện tích công nhận là 129.2m², gồm có một trệt và một lửng. Căn nhà hiện trạng cấp 4 nha các bạn, phù hợp cho những anh chị và các bạn nào mình muốn một diện tích lớn mua về để mình có thể xây một trung tâm, một căn nhà lớn, một mặt tiền để buôn bán, xây một tòa nhà. Tại vì chiều ngang 5m rất là đẹp nha các bạn, phù hợp đến quý anh chị và các bạn mình xây một tòa nhà và mình cho thuê văn phòng. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 20,5 tỷ, vẫn còn thương lượng, tương đương chỉ có 150 triệu một mét nha các bạn, rất là rẻ cho một mặt tiền tại một đường lớn trung tâm của quận Tân Bình, con đường Âu Cơ nổi tiếng, nhưng với giá chỉ 150 triệu một mét, rất là rẻ nha các bạn. Nếu chị và các bạn nào quan tâm xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.